Hay là anh Bền. Chào. Là kỹ thuật. Có thể cho xin một số cái ý kiến về cái khi mình sử dụng cái dây chống ngã đổ của Saragan. Ủa, dây này bên chị cung cấp à? Dạ đúng rồi. Thì cái dây này hiện tại bên mình đang sử dụng là một lần, tức là mình chống xong rồi tới khi thu hoạch là dây này bỏ. Thì cái dây này nói chung là tốt so với những cái sợi xe mà bên những cái nhà cung cấp khác cung cấp. Dạ. Cái xe sợi này khi mà cắt nó không có bị tưa đầu, nó không có bị bung á. Dạ, dạ. Tức là nó độ cái nó quấn á, nó dạ. chặt hơn. Còn dạ. đối với những dây kia khi mình xả ra, dạ. khi mà chống thì những cái này, những cái sợi nhỏ nó gờ ra thì nó dễ đứt. Rồi. À, là trước đây là mình, trước khi mình dùng sợi dây của bên Rồng Á Châu Asia Dragon á, là bên mình đã dùng của đơn vị khác rồi. Nhiều cái đơn vị á, họ gửi cái những cái cuộn dây á cho mình sử dụng thử. Thì bên sản xuất có sử dụng thử và cái lực căng á nó không bằng. Nó trơn. Nó trơn thì mình siết không được. Tới khi mình siết vô á thì nó sẽ bị tuột. Thứ hai nữa là nãy em có nói đó, nó sẽ bung ra, nó tương. Dạ. Dễ đứt.